Xin chào mọi người. Cái video này mình sẽ nói về Bitcoin, Bitcoin và Bitcoin. Đây là cái trang Twitter của mình. Trước khi mình gửi một cái video vô trong cái hộp thư của bạn, cho bạn có thể lấy được những cái tín hiệu cho những cái giờ, những ngày, những tháng tới đây, thì mình sẽ nhắn nó ở trên cái nền tảng này. Ok. Bạn có thể tìm mình ở trên Dan Tien Academy ở trên Twitter. Ok. Có thể bỏ vô trong đây để tìm rồi đăng ký cái kênh. Ok. Tất cả những video trước khi được đẩy ra vô hộp thư của bạn thì mình đều nhắn nó lên trên đây, cũng giống như vừa rồi 5 phút trước. Trước khi mình nhảy vô đây làm thì mình cũng đã nói là cái cảnh báo cái video này cực kỳ quan trọng. Ok. Vừa rồi những gì mình chia sẻ. Ok, nếu cái con giá là nó nằm ở trên 29.100 là xu hướng vẫn đi lên. Giá ngay bây giờ là 29.500, nhưng nó có vài sự thay đổi. Thì cái video này cực kỳ quan trọng để bạn có một cái sự chuẩn bị trước nha. Ngay bây giờ, giá Bitcoin thì nếu bạn coi 5, 10 cái video vừa rồi, thì mình nói về cái con số kháng cự là trước lúc mà nó ở dưới 27.000, 26.000, 25.000, mình cũng đã nói rồi, là cái kháng cự, cái mà gọi là cái volume, cái chỗ mà người ta giao dịch nhiều lắm đó, thì là 28.000 và 29.500. Mà vừa rồi nó có lên chút xíu, ngày nó lên nó đụng tới 31.000. Thì cái chỗ đó đó nó nói lên cái câu chuyện đó là những con cá mập, cá voi, cá heo rồi đó, thấy nó đẩy lên tới được 31.000, con số khá là gọi là mạnh nha. Và nó nói lên cái câu chuyện đó là lúc đó đó từ 29.000 cho tới 28.000 lên 30.000 rồi lên 30, 31.000. Thì nhớ là tất cả những cái thị trường nó đều có một sự dẫn dắt của cá mập, cá heo, những quỹ lớn. Và lúc nó đẩy lên như vậy, cái giá mạnh như vậy thì có rất là nhiều người nhảy vô để FOMO, sợ mất cái xe lửa đó, sợ mất, ok, nhảy lên cái tòa, cái gọi là cái gì, cái rocket hả, mà nó bay thẳng lên trên trời á. Ok, thì rất là nhiều người nhảy vô FOMO và đánh những lệnh gọi là lệnh lệnh lên á, lệnh short, lệnh long á. Ok, thì lúc mà người ta đánh lệnh long á thì nó sẽ sốt xuống, nó đẩy xuống lại thì giá nó xuống lại trung bình. Thì cái để mà thắng trong cái thị trường này thì bạn phải hiểu nha, những cái quỹ lớn, những cái người dẫn dắt cái thị trường này làm gì. Và bạn phải gọi là ngồi phải có một sự tính toán rất là kỹ càng. Bởi vì sao? Tất cả những gì nó đang xảy ra nó cũng có nha, nó có tác động từ bên ngoài. Ngay bây giờ cái nguồn tiền á, ok, thì nó đang chạy vô Ethereum một số và tất cả, và những cái đồng khác nha, những cái đồng khác. Giống như ngay bây giờ bạn nhìn cái màn hình này bạn có thể thấy luôn. Vừa rồi một giờ vừa rồi á, Bitcoin chỉ lên được 0.11%. Nhưng mà riêng XRP thì lên tới 0.44%. Ok. Cũng như ADA lên 1.17, Doge lên 0.57. Ok. Vân vân và vân vân ở dưới. Ok. Thì ở đây nó nói lên cái gì? Ok. Phải là thị trường altcoin, gọi là altcoin season á, những cái đồng khác ngoại trừ Bitcoin đã bắt đầu bay hay không. Ok. Thì mình đi lại cái này chút xíu. Vừa rồi ở lúc mà dưới đây bay lên thì mình cho bạn cái con số là 47.5, 48.5 là cái kháng cự trực tiếp nó phải va chạm. Vừa rồi nó cái sóng nó khá là mạnh, nó đánh vỡ 47.5 và 48.5 mà nó lên tới gần được 40. 49, ok, đây là 48.92, gần được 49, ok. Thì trong lịch sử của nó có một lần nó cũng lên khá là mạnh, nghe cũng đâu cũng gần cỡ con số đó, là đâu 48, 48.91, hồi nãy là 92 thì nó hơn không bao nhiêu hết, nghe, 48.91, hồi nãy 92. Thì sau đó là nó quay đầu đi xuống. Đây là 2 năm lịch sử vừa rồi. Bất cứ lúc nào nó lên tới cái kháng cự 47.5, 48.5 là nó quay đầu đi xuống thì đợt này như thế nào?
nếu nó tiếp tục đi xuống. Và đây là những cái ngày vừa rồi nha, rất là nhiều rồi, ok, cả hơn 2 tuần trời là nó đi xuống. Ngay bây giờ mình đang nằm trong cái tuần thứ ba, nhưng dựa theo lịch sử, bất cứ lúc nào nó quay đầu trong lịch sử thì cây nến, cái thân cây nến khá là dài nghe, khá là dài. Nhưng ngay bây giờ 2 tuần cộng lại, 3 tuần cộng lại, cho đến 2 tuần mấy cộng lại thì cây nến, cái thân của nó chỉ chưa có đủ những cái trường hợp giống như vậy, ok. Nhưng nếu cái thân cây nến này mà càng ngày càng bự ra, có nghĩa là cái phần trăm Bitcoin mất đi trong nguyên cộng đồng điện tử á, càng ngày càng đi xuống á, thì tất cả những cái đồng khác sẽ bay. Nó gọi là altcoin season, Ethereum, BNB, Doge, ADA, Matic, vân vân và vân vân sẽ bay. Thì cái chart này nó nói lên câu chuyện rất là quan trọng. Nó nói lên có phải là cái altcoin, cái giờ những đồng khác bay hay chưa. Biết vừa rồi nghe nó lên đâu gần được 49 mà nó xuống lại tới 46.9 rồi. Mà cái vành đen này á là bắt đầu từ khoảng cái 47.5 và 48.5. Thì những cái ngày tới đây nó cực kỳ quan trọng. Nghe, nếu mà nó càng ngày càng đi xuống nữa, ok, thì lúc đó là phải, để mà mua vô bán ra, mua vô bán ra thì mình phải phải mua vô bán ra những cái đồng ở trên đây. Mà trong đây chỉ khoảng cỡ 20 đồng thôi là những cái đồng sẽ còn tồn tại 5, 10 năm tới đây. Còn những đồng kia thì là những cái đồng gọi là shitcoin, những đồng vớ vẩn thôi. Thì nếu mà nó có xuống thêm thì nó sẽ ngừng, nó ngừng cỡ con giá chỗ nào, thì chút nữa vài màn hình nữa mình sẽ chia sẻ, ok. Đây là cái phần trăm Bitcoin đang chiếm trong nguyên cộng đồng tiền điện tử, trong đó có những cái đồng stablecoin luôn, ok. Và cho những cái bạn nhảy vô thì cái chuyện này, mà những cái bạn mà đã bắt đầu coi những cái video mình làm cách đây vài tháng trước mà đã đăng ký cái kênh lúc ban đầu luôn á, thì những cái chuyện này là chuyện cũ rồi chứ không phải là chuyện mới. Mình chỉ đang lặp đi lặp lại chuyện cũ thôi, ok. Đây, ok, mình sẽ mở cái màn hình này lên, nó hơi rối nha, nhưng mà mình chỉ quay, mình muốn bạn quan trọng 2 cái vành thôi, ok. Thì vừa rồi thì mình cũng đã nói về ở đây nè, ok, nếu mà điểm đỉnh của cái 60, gần 65.000 bạn cắt xuống, nó đụng điểm đỉnh ở đây nghe, và cắt xuống ngay chỗ cái góc này luôn. Còn bên đây á thì nếu bạn vẽ một cái vành đi ngang qua, ok, điểm đỉnh vừa rồi, ok, này đáy của nó vừa rồi, này đáy của nó vừa rồi, và đây cũng có thể là gọi là đỉnh của nó vừa rồi, ok, thì nó cắt ngay đúng đây luôn. Thì có con giá mà 29.000, khoảng cỡ 29.500. Thì tại sao là mình có cái con số đó, từ 28.000 tới 29.500 là một chỗ gọi là nó phải phá vỡ và nằm ở trên nhà cái vành xanh này. Ở trên cái vành này ít nhất cũng phải là 1 tuần 2 tuần để nó mới cái khẳng định cái thị trường này bắt đầu là gọi là lên lên và lên. Nhiều lúc nó lên vài tiếng rồi nó lên 1 2 ngày rồi nó đi xuống lại thì không có tính nha. Nó phải nằm ở trên đó cái thời, cái khung càng dài thì nó khẳng định cái thị trường đó, cho nên nó khẳng định cái xu hướng càng càng mạnh hơn, càng nhiều hơn. Ngay bây giờ thì mình đang nằm ở trong cái khung này, thì cái vàng xanh này thì mà trước đây mình cũng đã chia sẻ cho bạn rồi, cái con số đó, con số ngay bây giờ luôn á, cái 29.000 khoảng cỡ 500 là con số cực kỳ mạnh. Thì hôm qua mình cũng cho bạn cái con số đó nghe, mình chút nữa mình zoom vô thì mình nói nó một cách kỹ càng hơn. Mình đã đi với bạn từ 17.300, và từ đây là những con số mà trước đây mình cũng đã chốt hết rồi rồi nha. Lên là chốt, ok. Và lúc nó lên thì mình vẫn chốt, mà lúc nó xuống thì mình vẫn chốt. Tại sao mình chốt? Cho những cái bạn mới nhảy vô thì nên quay lại những cái video vừa rồi để coi. Chút nữa mình sẽ chia sẻ một cách ngắn gọn thôi, nhưng mà bạn nên liên lạc với bạn nhân viên lấy hết tất cả những cái video đang khóa ngay bây giờ ở trên YouTube nha, để bạn có được một cái kiến thức để sau này lúc mình gọi là cho bạn một cái tín hiệu gì thôi thì bạn biết chuyện gì bạn phải cần cần làm để chốt đơn.
Ngay bây giờ mình đang nằm ở trong cái khung 4 giờ. Ok, và đây là cái chuyện cũng là chuyện cũ rồi chứ không phải là chuyện mới. Mình đã đi cùng nhau rất xa rồi, như trường hợp số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Ok, là giá đi lên, RSI đi xuống, có nghĩa là nó cần thời gian phải đi ngang và nguội lại để xuống nha. Ngang và xuống để nguội lại tạo một cái móng rồi bung. Số 2 cũng vậy. Ok, giá lên, RSI xuống là nó cần đi ngang, nguội lại đi xuống, tạo cái móng rồi bung. Ok. Số 3 cũng vậy, nghe, số 4 cũng vậy và số 5 cũng vậy. Ok, bạn có thể quay lại những cái video trước đây để coi. Ok. Thì vừa rồi nếu bạn đo ở trên đây, nghe, nó là một cái divergence. Nếu mình vẽ một cái mình vẽ luôn cho bạn này ha. Đây. Và nếu bạn vẽ ở đây thì RSI nó lại xuống, đúng không? Giá lên nhưng mà RSI đi xuống, có nghĩa là cái thời gian nó phải cần đi ngang và xuống để tạo một cái móng. Thì ngay bây giờ phải đặt ra câu hỏi, phải đây là móng hay không? Ok, vừa rồi những cái chỗ bập bên xuống như vậy nè, xuống như vậy, ok, nó khá là ngắn, nó không có đủ cái chiều sâu. Ngay bây giờ cái chiều sâu của nó, nếu bạn đến tính cái đây thì cái chiều sâu của nó đâu được 6%. Ok, những cái người mà đã đi với mình một thời gian dài rồi, những cái chiều sâu của giống như số 1, số 2 rồi đó. Ok, đây thì mười mấy phần trăm và đây là 20 mấy phần trăm. Ok, 20 mấy phần trăm. Đây là sự sụp đổ của nhà băng trên toàn thế giới, nó đem Bitcoin giá xuống tới 19.500 rồi sau đó đi một cái vèo đi lên là 28.000. Ok, thì đây vừa rồi điểm đỉnh của nó là 31.000, xuống lại được 29.000, còn có 29.000, 29.000 mấy chục đó mình không tính. Ok, thì đâu cỡ 6%. Thì đây phải đặt ra câu hỏi, nó phải đang tạo một cái móng cũng giống như trường hợp số 1, số 2 hay không, tạo một cái móng rồi nó bùng. Ok, thì nếu những cái giờ tới đây mà bạn thấy những cái cây nến màu xanh nghe có cái đà đi lên, ok, thì bạn có thể gọi là cộng cái phần trăm xác suất nó đi lên nhiều hơn để bạn chuẩn bị mua vô từ từ để chốt đơn. Hồi hôm qua mình nói cái con số mà nó phải cần vượt qua là đây luôn. Ok, là đây luôn nè. Ok, là đâu khoảng cỡ 29.500 là nó nói lên câu chuyện, cái nó gọi là một cái signal nho nhỏ, nó nói lên câu chuyện là nó sẽ quay đầu. Nhưng đây là chuyện lớn, ok, cái con số mà nó cần đánh vỡ là 29.800. Cái phần trăm nếu nó đụng được cái con số 29.800 và nằm ở trên 29.500 thì nó nói cái phần trăm 60 65% là đi đi lên. Ok, vẫn vậy, 60 65%. Nhưng lúc nào mình nhìn cái thị trường á, ok, thì mình cũng phải là định hai hướng chứ không phải là định một hướng. Mình dựa theo những cái chống lưng và những cái kháng cự để mình chơi. Ok, nó xuống tới đây thì cái con số vừa rồi thì mình nói là nó đúng xuống, nó xuống. Nếu nó dưới con hơn 29.100, đúng không? Là cái xu hướng là nó đi xuống. Đi xuống và nó đi xuống thì nó gặp những cái con số mà trước đây mình ở dưới đi lên, giống như 28.800, 28.500, 28.300, và đây những cái khung ở dưới đây mình đi rất xa với nhau rồi, 27.800, 27.500, 27.000 và còn xa hơn nữa. Ok, 24.300, 25.200 và ở đây nữa. Ok, thì lúc nó xuống thì nó phải gặp lại những cái chỗ, những cái con số này mình đưa ra trước đây, bởi vì hồi đó mình đi lên là từ 17.300 với nhau và mình đụng những cái chỗ này á, bởi vì cái volume, cái phần trăm mà người giao dịch chỗ này rất rất nhiều, bởi vì vậy thì nó ngừng chân ở đó. Ok, bởi vì vậy những cái signal và những cái tín hiệu mình đã chia sẻ cho bạn hồi đó đến giờ trong cái gia đình thứ hai của mình chưa có một người nào thua. Bởi vì sao? Bởi vì những con số này nó có cả trăm trăm người, cả rất là nhiều nguồn mình thu gom lại, ok, mới ra được những con số này. Ok, thì nó bởi vì vậy, và cũng giống như vừa rồi nó lên, ok, nó lên đợt, nó xuống tới đây thì nó đúng là nó xuống tới cái con số mà mình đã nói với nhau cách đây cũng phải là 2 3 tuần trời rồi, 29.100, nó phải chống được ở đó. Ok, và vừa rồi nó ngay bây giờ là bốn, mình đang nằm ở trong cái khung 4 tiếng thì nó đã chống được ở đó 4 tiếng rồi và nó đang trong cái 4 tiếng kế tiếp nghe. Ok, thì cái chỗ này nó ngay bây giờ nó cực kỳ quan trọng, thị trường có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Cho một ví dụ, ngay bây giờ bạn cũng đã biết là thằng Mỹ
vừa rồi nó thu gom rất là nhiều Bitcoin của những người gọi là hacker, rồi những cái người mà gọi là lừa đảo rồi đó, thì nó giữ một số lượng rất nhiều. Và vừa rồi nó cũng đã đẩy vô đâu 4 5 cái ví, và một cái ví trong 4 5 cái ví đó là cái ví của Binance, mà nó còn ra nó tuyên bố cái đó ở ngoài thị trường nữa, bởi vì tất cả những tờ báo đều ghi về nó. Nếu nó không tuyên bố thì chắc cũng không ai biết đâu, đúng không? Nhưng mà cái này nó lại gọi là lộ liễu tuyên bố, thì nó gọi một cái sự gọi là cảnh cáo, nghe cảnh cáo, và nó gọi là đe dọa những cái người đầu tư dài hạn thì một ngày nào đó nó sẽ xả, ok, hay là đe dọa những cái người đầu tư ngắn hạn, ok. Không chỉ vậy nữa, ok, Mt. Gox á, thì vừa rồi cái đó là rất rất là xa rồi, là một cái sàn mà bị gọi là bị ngưng hoạt động, và cũng có khá là một số đồng rất lớn lớn, rồi cái con số chính xác thì mình không có trên đầu của mình khá là lớn, nhưng mình quên, mình không có con số nó trên đầu mình ngay bây giờ. Thì cái mao góp đó đó, trong tương lai này nó sẽ xả, nó trả lại cho những cái người mà đã biết bao nhiêu năm rồi, đã dính trên cái sàn đó, nó sẽ trả lại. Thì cũng giống như thì cái số lượng, nếu mà người ta đã giống như cái cũ đó, người ta đã mất rồi, người ta mất đầu 5 7 năm trời rồi, ok, bây giờ thì người ta nhận được thì người ta làm sao? Đặt ra cái câu hỏi là bao nhiêu phần trăm sẽ đem ra thị trường để xả, và nếu nó xả thì thị trường Bitcoin ngắn hạn sẽ đi đâu? Ngắn hạn Bitcoin ngắn hạn nha, mình không nói dài hạn, sẽ đi đâu? Nó có thể rớt xuống 28.800, 28.500, 27.000, 24.900, hoặc xuống tới 21.500. Đây là cái chỗ mà FTX, nghe, cái sàn FTX, cái sàn lớn thứ ba thế giới bắt đầu sập, và nó đẩy con giá xuống 10 17.000 và 15.500 và 16.000, 17.000, ok, ở dưới đó đâu 2 tháng trời. Cho những người mới nhảy vô cái thị trường này thì chưa hiểu được hết câu chuyện, ok, gọi là kể chuyện chút xíu. Thì những cái lúc nào mình cũng phải suy nghĩ, nếu nó đi lên thì sao, và nếu nó đi xuống thì sao, và mình chỉ dựa theo giá để suy đoán cái thị trường này. Cho là một ví dụ, nghe, ngay bây giờ thì ở đây nó vừa rồi nó xuống đâu 29.100, thì giống cái con số mình đã chia sẻ khá là 2 3 tuần trước rồi, 29.100. Nhưng ở đây, nhưng mà nếu mà bây giờ cái cây nến màu xanh này nó đi lên thêm 2 3 cây nến màu xanh nữa, khung 4 giờ, hay là nếu được thì bạn chuyển vào cái khung 1 giờ, đúng không? Khung 1 giờ. Đây mình được một cây 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, là gọi là cái phần trăm đi lên, ok. Bây giờ nó lên thêm vài cây nến màu xanh nữa thì cái phần trăm, cái xác suất nó đi lên lại thì nhiều hơn. Nhưng nếu cái sóng 4 này, cái sóng này là sóng này gọi là sóng 4, nếu mà nó đi xuống, đúng không? Mà nó xuống, mà bây giờ là cho nó là một ví dụ, để nó xuống tới 28.800 lận, và nó đi ngang một thời gian, càng dễ, ok, cái khung 1 giờ nó sẽ không chắc chắn bằng cái khung 4 giờ, và nó sẽ không chắc chắn bằng cái khung 1 ngày và 1 tuần, ok. Nhưng mà nếu mình dựa vào một cái giờ thôi đó, nếu nó xuống được 28.000, mình không nói nó xuống ngang, nhưng mà cái này là một con một ví dụ thôi, 28.800 mà nó đi ngang, hay là nó xuống thêm một cái vèo nữa luôn, thì mình phải dựa theo những cây nến khung giờ, khung 4 giờ, khung ngày để xác định là cái xu hướng nó đi đâu. Và nếu nó cái xu hướng nó xuống dưới đây, cho là một ví dụ cho những người mới nhảy vô luôn để làm sao chốt được, ok, nó xuống 28.800, đúng không? Nó bập bên ở cái vành đen này 28.000, ok, vành vàng vàng, và nó có xu hướng đi lên, có nghĩa là nó có cái xu hướng đi lên, ok, nó có vài cây nến xanh rồi đó, cho 3 4 5 cây nến xanh, 3 4, ok, thì bạn có thể mua vô dần 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 dần. Thì lúc mà nó lên lại á, thì bạn phải biết là cái kháng cự vừa rồi nó sập từ 21.000 à 29.100, thì là ok, cho những người gọi là trader thì chắc tới đây nó sẽ gặp một cái kháng cự, ngoài ngoài trừ nó cắt thẳng một cái vèo đi lên luôn, ok. Nếu tới đây mà nó bập bên trên đây á, thì có nghĩa là bạn bán ra từ từ, bán ra từ từ, ok, xu hướng là phần trăm là nó quay đầu xuống, thì cái con giá nó xác định và nó nói lên cái câu chuyện cái trend sẽ đi đâu, chỉ có vậy thôi. Cái con giá, nghe, cái con giá
Thì bởi vì vậy, ok, mình phải dựa theo những cây nến 1 giờ, 4 giờ ngày để mình nói lên câu chuyện. Vừa rồi nó lên trên đây, nó đập, nó đánh vỡ 31.100. Thì nó có một sự đẩy đưa của một người, nguồn tiền rất mạnh để đẩy lên đây. Nói lên là mọi người nên nhảy vô để FOMO đi, mua 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 vô mua vô, bởi vì cái giá này có thể tăng lên tới 40.000, 45.000 trong một ngày, 2 ngày. Thì có rất là nhiều người đã đánh những cái lệnh nha, và đánh những cái lệnh mà lệnh long á, rồi nó lên tới đây thì nó đẩy một cái vèo đi xuống, nó rớt một cái vèo đi xuống để nó rửa hết tất cả mọi người ra ngoài thị trường. Thì bây giờ cái giá ngay bây giờ là đầu tuần là thứ hai thì nó có vẻ là hồi phục lại nghe, bây giờ là cái giá thật. Chỉ thứ hai và thứ sáu là giá thật, thứ bảy chủ nhật nghe không có thật ở trong đó, bởi vì nó thiếu những người là gọi là những người lớn đang chơi, còn chủ nhật và thứ bảy chỉ là những đứa con nít đang chơi thôi. Ok, gọi là những thứ bảy chủ nhật thì là gọi những con tép, con long tong trong cái thị trường này, còn thứ sợ từ thứ hai tới thứ sáu thường thường là những cái con cá voi cá mập nó đang chơi, thì nó cái thì cái giá nó thật hơn, ok, nó thật hơn, ok. Thì ngay bây giờ là nói luôn là cái tín hiệu đầu tiên là mình vượt qua cái mức này nè đó, cái râu ria chỗ này nè, ok, là đâu 29.050 nha, 50 đồng nữa là cái tín hiệu đầu tiên. Tín hiệu thứ hai để cái trend này nó vẫn còn đi lên là 29.800, 29.800. Riêng cái sóng này đi xuống á, nghe cảm thấy là nó chưa có đủ. Nghe biết là nó đụng tới đây là nó đụng ngay chỗ này luôn, mà thấy không? Là 29.100 đã đụng ngay này. Nhưng mình thấy cái phần trăm dựa theo những cái quá khứ lúc mà nó xuống để nó tạo cái móng á, nghe giống như số 1, số 2, các bạn có thể quay lại những cái video trước đây để coi nghe, hay là số 4 nghe. Thì ngay bây giờ nói về cái phần trăm nó rút xuống á nghe, thì nó thấy cảm thấy là nó chưa có đủ, chưa có đủ, ok. Mình không biết tại sao OSI của mình nó tắt đi, để mình mở lên luôn ạ. Đây, xin lỗi. Ok. OSI khung giờ, ok, thì vừa rồi nó đã xuống, ok, và vừa rồi mình đã nói là riêng cái OSI á, lúc mà nó nằm ở dưới 30 á, là một chỗ khung ngày tốt hơn khung giờ, bất cứ lúc nào khung ngày là khung giờ. Khung giờ thì nó ít chính xác hơn, bất cứ lúc nào nó xuống dưới 30 thì có thể thu gom vô từ từ. Ok. Nếu mà vừa rồi bạn ở dưới đây nha, dưới đây hay là ở đây giá đâu khoảng là 20.200, và chỗ đó là chỗ cũng là mình mua. Có thể là lúc đó là mình mua và mình đã tuyên báo bố cho bạn. Và vừa rồi trong cái thứ không biết cái livestream cuối cùng á, mình cũng mua đâu cái giá ở đó nha, ở đó mà mình cũng đã xả nó trên đây rồi, mà mình xả nó trên 29.499 thì mình đã cũng đã chụp cái hình. Mình tự nhiên thôi, mình thức dậy nha, thức dậy lúc 2 giờ sáng và mình 2 giờ sáng mà mình chụp được, mình chốt được cái đơn đó xong cái mình có đăng lên trên đây cho bạn có thể quay lại coi, ok. Mình sẽ không đi sâu xa về nó, ok. Thì đó, ok, ngoài trừ để coi thì có cái gì mình có ghi vài thứ xuống ngay bây giờ. Để ý vô cái Bitcoin dominant, nó sẽ nói lên cái thị trường này phải Bitcoin đang mất phần trăm chiếm trong thị trường hay không, ok, giá sẽ quay đầu tiếp tục đi xuống hay không, hay là cái Bitcoin dominant nó sẽ quay đầu đi lên lại, ok. Nếu nó quay đầu đi lên lại có nghĩa rằng nó nói lên câu chuyện là tiền đang rót vô lại từ Bitcoin, và cái dominant nó sẽ đi vượt qua cái con mức này 20 47, ok, 48.5 và 49 hoặc hơn nữa, ok. Thì ok, để ý vô cái này, ok. Thì ok, để ý vô cái đó, ok. Nhớ là cái con số 30.000 nghe, cái từ cái 30.500 á, ok, là cái con số mà mình đã chia sẻ cho bạn rất lâu rồi, 30.500. Nhưng cái 31, từ 30.500 đẩy lên 31.000 á, thì cái đó là một cái sự đẩy nha, để nó cho nó mọi người FOMO vô thôi. Nhưng mà 30.500 á, là con số nó phải lên và nó nằm ở trên để cái con số có thể đạt được, đúng không? Ok, là 32.500, 32.800 trong cái đợt này, trong cái đợt sóng này, 32.500, 32.800, thì cái con số phải 30.500, nó phải
ở nằm ở trên, nghe, nằm ở trên cực kỳ quan trọng, cực kỳ quan trọng. Ok, nhớ là 28.000, 29.500 là cái con số đây. Bạn quay lại 10 cái video vừa rồi mình đã nói là cái con số 28.000, 28.000 và 29.500 là cái chỗ nó cực kỳ mạnh mạnh. Ok, và ngay bây giờ nó cũng vớ vẩn ở đó 29.500. Ok, không có gì thay đổi hết. Ok, cái vừa rồi trong cái khung 4 giờ bạn vẽ một cái hình lên đây đúng không, thì rõ ràng bạn đã thấy những cái này rồi. Đây giá lên nè, ó tay xuống là cái nghĩa là nó phải đi ngang và ngồi lại. Ok, ngồi ngang nè, đến ngang ngang chút xíu, xuống xuống xuống, lúc bất cứ cái divergence nào á thì có nghĩa là nó phải cần có thời gian ngang và xuống, ngang và xuống. Ok, bất cứ lúc nào ngang ngang và xuống. Ok, lúc nào cũng vậy hết đó. Ok, dựa theo biết bao nhiêu lần gia đình thứ hai và mình ngồi đó đo lường rồi thì cũng vậy thôi. Thì ngay bây giờ thì nó là nó đang nằm ở trong cái divergence, và cái divergence này á, thường thường á nó sẽ tồn tại đâu khoảng từ 1 tới 3 ngày. 3 ngày thì ngay bây giờ đâu khoảng cỡ đây, khoảng cỡ cũng 3 ngày rồi, 3 ngày hai mấy tiếng rồi. Ok, thì cầu mong những cái giờ tới đây nó sẽ hồi phục và bay bay lên. Ok, nhớ nếu mà nó có tín hiệu quay đầu đi xuống nhưng mà bạn vẫn có lời thì bạn nên chốt chốt nó nha. Ở đây mình đang nói về hai cái tài khoản, một cái tài khoản á là mình mua mình bỏ vô ví lạnh mình giữ lâu dài, thì chỗ đó cái ví đó thì mình không có đụng nó, tiền cái Bitcoin mình bỏ vô ví lạnh thì mình cứ để yên một chỗ. Mình đang nói về cái ví mà mua vô bán ra, mua vô ra, góp gió thành bão. Ok, chừng nào bạn thấy cái tín hiệu bắt đầu quay đầu đi xuống nhưng bạn vẫn có lời nha, bởi vì bạn đã mua ở đây rồi. Ok, bởi vì chỗ này mình đã nói với nhau 29.100 thì mình đã nói với nhau cả cả 20 lần rồi đúng không? Ok, thì nếu mà nó có những cái cây nến màu đỏ khung giờ đi, một giờ đi ha, một giờ thôi, có vẻ là có đầu đi xuống. Ok, thì bạn cứ xả ra bớt nha, xả ra bớt rồi có thể là bạn có thể thu gom vô từ từ. Ok, miễn sao là có lời thôi, nghe, có lời thôi, có nghĩa là góp gió thành bão chứ không phải là mình mua vậy. Và mình biết nó vẫn còn đang giữ ở trên 29.100 thì xu hướng vẫn còn đi lên, lỡ nó sập một cái vèo đi xuống thì sao. Riêng cái thị trường này mình không biết được, nghe, biết là mình dựa theo những cái, đây là những con số mà mình đã chốt đơn từ 10 cùng nhau từ 17.300 đến giờ, nhưng ok, nhưng mình thực sự không biết chuyện gì xảy ra ngày mai, cũng như giống như là Mỹ nó xả, giống như Mao có và vân vân và vân vân, có thể là, hay là Elon Musk xả hay là ai đó. Ok, riêng cái sóng này nghe, cái phần trăm đi xuống nó mới có xuống 6% mà. Ok, cầu mong là tạo được cái móng ở đây. Ok, mình thấy là nó khá khá là gọi là xuống chưa đủ nha, xuống chưa đủ nha. Nhưng mà nếu mà nó đi xuống thêm nha thì đây là những cái con số là mình đã nói với nhau đã cả cả mấy trăm lần rồi. Ok, đây là những con số lúc mình đi lên mình chạm cùng với nhau, thì lúc nó đi xuống thì nó sẽ gặp ở đó, nghe, có thể là dừng chân ở đó. Nếu nghe, mình đã nói luôn cái này là không có chắc chắn 100% nó đi xuống, nhưng nếu nghe nó đi xuống mà nó vẫn giữ được trên 23.000, 24.000, cỡ 23.400 nha, 23.000, 24.000 nghe, thì cái xu hướng vẫn là đi lên, đi lên. Cái đó gọi là một cái pullback ngắn hạn thôi chứ chả là gì hết. Okay. Vậy thôi, nghe, vậy thôi. Ngay bây giờ cái con số bạn đang cần quan tâm á là cái râu ria chỗ này nè, nha, là 29.550, có thể đó là nửa cái tín hiệu đầu tiên là xu hướng nó đi lên, nha. Sau đó cái con cái xu hướng mà cái tín hiệu thứ hai bạn nên quan tâm là 29.800. Nếu nó vượt qua được cái chỗ đó mà coi thì nó có vượt qua mạnh hay không, thì những con số giống như 30.000, 30.000 năm, 30.000, 30.500 đúng không? 32.500, 32.800 hoặc hơn nữa sẽ tới. Ok, và mình sẽ cập nhật cho bạn. Biết là mình không có đang ở văn phòng nhưng những thông tin này mình vẫn cập nhật, bởi vì sao? Những cái lệnh của mình vẫn chạy nha. Thì bởi vì vậy thì mình sẽ vẫn cập nhật thông tin cho bạn. Nhớ trước khi mình gửi cho bạn một cái video nào nha, hay là lúc mình đang làm thì mình cũng đã nhắn là trên đây luôn rồi, là mình đã đang làm một cái video cho bạn. Ok, thì bạn nên lên đây kiểm tra, nhìn đăng ký ở trên Dan Tiền Academy. Ok, ở đây là những cái tín hiệu.
và mình xin lỗi. Ok, cái thị trường này á là nó bay bổng nhiều á là buổi tối, có nghĩa là buổi tối ở Việt Nam bắt đầu 8 giờ tối Việt Nam thì cái thị trường nó bắt đầu bay bổng tới, nhưng lúc bạn ngủ á thì thị trường nó bay bổng. Bởi vậy nhiều lúc á mình thức nguyên đêm, mình đang ở Việt Nam thì mình thức nguyên đêm cho tới sáng lận, ok, để mình chốt đơn. Thì nhiều lúc mình làm những cái video lúc đầu khoảng 2-3 giờ sáng mình vẫn gửi vô cái hộp thư của bạn, hoặc gọi là nghiêm trọng lắm, ok, thì mình gửi vô Zalo cho bạn. Thì nhớ những cái người nào mà không bị muốn mà thức dậy bởi vì những cái tin nhắn của mình lúc 2-3 giờ sáng á, thì nhớ tắt cái chuông nó đi nghe, chừng nào dậy thì mở cái chuông, bởi vì thông tin của mình á nó mình mệt là mình mới ngủ thôi, ok. Thì và ở đây bạn cũng đã biết rồi, cái thị trường này nó thay đổi từng giây từng phút từng giờ, ok, và cái giờ mà nó gọi là nó mạnh bạo nhất á, là cái giờ bạn đang ngủ, ok. Mà nếu bạn không muốn cập nhật thông tin thì nên tắt cái chuông nó đi. Mình nghĩ là vậy là tất cả những thứ mà mình cần chia sẻ cho bạn rồi nha, tất cả những thứ rồi. RSI ngay bây giờ khung 1 giờ thì nó đang có cái đà là đi lên RSI. Những cái giờ vừa rồi thì đây là những cái nến thì nó cũng có cái đà là cái hướng đi lên. Cái râu ria chỗ này á là đâu phải cần khoảng 20-30 đô nữa là nó vượt qua rồi, thì có thể là cái đó là nửa cái tín hiệu. Tín hiệu thứ hai mà cái trend này vẫn tiếp tục đi lên là 29.800 là lên, ok. Và những con số trước đây mình chia sẻ cho bạn nó lên như thế nào và nó chốt như thế nào thì chắc bạn cũng đã có rồi. Để mình coi thử mình có zoom ra được không, không có ở văn phòng nên ok vậy thôi, ok. Bạn nên quay lại những cái video, nhớ là cho những người mới đăng ký bạn nên quay lại hỏi cô nhân viên gửi hết tất cả những cái video đang được bị khóa ở trên YouTube cho bạn coi nghe, coi cái video này sau xong sau đó bạn biết là chuyện gì đang xảy ra để bạn có một sự chuẩn bị nghe, chuẩn bị. Thì bây giờ ngắn hạn, ok, ngắn hạn nhưng những cái giờ tới đây thì mình dựa theo những con số, ok. Nếu nến đi lên, tiếp tục đi lên, phá vỡ ở trên đây thì có nghĩa là xu hướng đi lên, nhưng nếu nó đi xuống lại cái chống lưng của mình là 29.100, ok, hoặc là 28.800 thì rõ ràng mình cũng đã biết rồi, cái xu hướng là bắt đầu đi xuống lại, ok. Có nghĩa là cái dominant nó sẽ càng ngày nó càng sẽ càng mất đi, và chuẩn bị mình sẽ mua và thu gom những cái đồng altcoin, những cái đồng không phải là Bitcoin vô để chốt lời cùng nhau, ok. Thì chuyện đó là chuyện chưa xảy ra đâu, ok. Mình nghĩ là bởi vì hai cây nến máy cộng lại cũng chưa bằng một cây nến của những cái đợt vừa rồi, thì mình nghĩ là có thể Bitcoin, ngày Bitcoin sẽ hồi phục và bắt đầu bắt đầu lấy lại cái dominant của nó, ok. Vậy thôi, mình tên là Daniel, tới từ Tiên Academy, kênh về đầu tư Bitcoin hay nhất tại Việt Nam. Xin chào mọi người.